Em đi thả diều. Đây là đồng lúa. Bên kia hoàng hôn rất là đẹp. Yeah, con đừng đi xa, con không rớt xuống ruộng đó nha. Em nè đây. Đây có nước mẹ. Ê. Ê. Gỡ cái đuôi ra cho mèo. Hay thật. Sao nó không lên được vậy ba? Nhưng mà nó cứ bay sang bên kia không à? Đúng là nhìn giống con bạch tuộc thật.